Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả một số tin tức cập nhật về tình hình COVID-19 diễn ra trên khắp cả nước ta. Thưa quý vị, mới đây như nhiều nghiên cứu cũng đã cho biết rằng là những F0 sau khi chữa trị khỏi căn bệnh COVID-19 thì thường có một số những di chứng như là rụng tóc hay là mất ngủ. Và hiện nay thì các bác sĩ còn phát hiện thêm một hiện tượng nữa, đó được gọi là hội chứng móng tay COVID. Theo như bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ F0 mùa dịch, sau nhiễm COVID-19, một số người có thể xuất hiện móng tay COVID trong một số ngày hoặc kéo dài vài tuần, thể hiện cơ thể bạn đã trải qua quá trình chống lại tình trạng nhiễm khuẩn, phá hủy mạch máu và nguy cơ đông máu cao. Được biết, móng tay COVID có 3 dạng hình thái, gồm các đường kẻ ngang, lõm, ngang móng, các hình nửa vầng trăng đỏ và móng có đường mesh, dạng vân, ngang hoặc dọc theo các chuyên gia, hội chứng này sẽ không tồn tại mãi nên mọi người không nên quá lo ngại. Nó sẽ phục hồi dần sau khoảng 6 tháng và mọi người có dấu hiệu móng tay COVID nên chú ý dưỡng móng nhiều và hạn chế sử dụng hóa chất.